vô nha. Ai chờ muốn mồi đó. Chào cả nhà. Hôm nay mình đi câu cá tiếp tục cả nhà. Bây giờ mình làm mồi nha. Đây có hai lô mồi. Bơ, vịt sữa, tóc nha. Làm mồi đơn giản thôi nha cả nhà. Nước. Này. Mình làm đơn giản thôi nha cả nhà. Mồi đơn giản nha. Ôi, thơm quá thơm cả nhà ơi. Tan rồi mình trộn vô cho thơm và tiếp tục miếng bơ vô. Xong mình mới mang vào tay mình trộn cả nhà. Bơ sữa đầy đủ, cá nó ăn đồ một bén không là cả nhà ơi. Rồi vô một cái nhà ơi. Và lấy kéo được. Kéo hết cả nhà ơi. Rồi ta tạm thời mình ngưng máy nha cả nhà. Mình trộn ngồi chút xíu rồi mình mở cho cả nhà xem. Rồi mình trộn ngồi thôi cả nhà ơi. Giờ mình bóp mồi nha. Bóp mồi cho nó dẻo dẻo chút. Mình xài hai thứ mồi trộn lại. Mưa tới nữa cả nhà ơi, khổ quá. Chết luôn. Cầu mà gặp cái mưa mịt mù trơn cả nhà. Cái này nước lên nhiều lắm rồi, cánh đồng nước lắm rồi mà sao mưa hoài chết luôn. Cái câu mà gặp mưa là nản rồi đó cả nhà. Chưa câu mà gặp nó gì là thấy rồi xong nữa rồi đó. Rồi ước mình đến chứ đâu. Quá im rồi. Nào mò này im không rồi cả nhà. Rồi tạm thời mình ngưng máy, khi nào mình xuống cần mình có cá cho cả nhà xem nha cả nhà. Chuyện nước cả nhà. Nãy giờ chỗ kia không có, giờ cho đây. Kéo lục mình đây. Đâu hai tiếng mấy một hồ nè, có con gì chứ, có con gì ghế chứ. Đi câu được con cá khổ, con cá nhìn chắc giảm, không dễ đâu nè. Em nào coi cái clip mà thấy đi câu cá này nè, có ấy thì bấm like và đăng ký chia sẻ ủng hộ nha. Câu được con cá khó lắm cả nhà, mùa cái này thì không khó, mùa cái này mùa nước lên là mà câu cá nó không ăn cả nhà.
hàng vui rồi cả nhà ơi. Đưa hàng đi cả nhà. Đây. Chào bá luôn nha. Quá ngon, quá ngon này. Thank you.
hầu con cá. Nãy giờ biết bao lâu mới dính được con mới lớn này anh ơi. Quá xa rồi. Ôi. Đây. Biết bao nhiêu mồi nãy giờ ăn. Đó. Đã được không? Đã được không có dính. Rồi. Đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Đây, hôm nay câu được nhiều đây. Tạm thời bữa nay mình về nha cả nhà. Giờ tối rồi cả nhà ơi. Rồi xin chào cả nhà, hẹn cả nhà ở những video khác nha. Xin chào.